đây là cái quang cảnh của không gian quán này, cô chú anh chị quán này cũng rất là thoáng mát nha. Mình nướng sẵn vậy đó, cái ai ăn cái mình đưa ra mình hâm nóng lại, mình để vô dĩa cơm vậy rất hấp dẫn luôn hai chị. Trời rồi là nóng thì là ngoài bán thịt cơm vậy đó, rồi người ta mua thịt không vậy mình có bán không anh? Có luôn hả cưng? Một miếng sườn không vậy là 20 ha. Rồi cái phần sườn cộng này bán sao? Cũng tùy theo miếng ha. Đây là cô chú anh chị bạn, rất là hấp dẫn luôn. Dạ, mến chào cô chú anh chị các bạn. Thì buổi trưa ngày hôm nay em đang có mặt tại xã Hòa Bình của huyện Chợ Mới, An Giang. Thì trong video hôm nay em sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị các bạn một cái quán cơm sườn. Quán cơm sườn mà chạy ngang có anh trai nè, anh nướng thịt rất là thơm luôn. Thì quán cơm sườn này là quán cơm sườn Hoàng Phúc cô chú anh chị các bạn. Đây nè, mình đi thẳng cái hướng này là mình đi về Chợ Mới đó. Còn mình đi cái chiều ngược lại đó là đi về cái Phạn Hòa đó cô chú anh chị các bạn. Rất là thơm luôn. Sườn mình là sườn cộng ha. Vậy là có ba thứ à. Sườn cộng, sườn mỡ, sườn nạc cô chú anh chị các bạn. Dạ. À, có cộng xương và cộng gân luôn. Ở đây nè, đây là cái mâm thịt sườn đã chín rồi nè cô chú anh chị các bạn. Có bún chưng trong này nữa nè. Cái ở đây là mình bán chuyên về cơm sườn không anh? Cơm sườn. Dạ. Một dĩa cơm sườn vậy là mình bán có giá bao nhiêu? 25.000. Vừa còn có khi có miếng sườn lớn thì 30. Là một dĩa bình thường là 25.000. Còn mà dĩa cái sườn miếng sườn bự đó là 30 ha. Đây là 35 tây. Ai muốn ăn nhiêu ăn, có kêu thêm thì thêm. Hai miếng thì 50. Ồ, rất là thơm luôn cô chú anh chị các bạn. Em chạy ngang rất là thơm luôn. Ở đây em thấy có hình như là mình có ớt xả phải không? Có xả. Rất là thơm. Ở đây không biết là mình bán cái khung giờ nào ha anh? 5 giờ sáng bán tới 8 giờ tối. Wow. Ngoài cơm sườn ra mình còn món gì không chị? Còn thịt kho với chả chén. Có chả chén nào không? Đó, hộp vịt kho đó. Hộp vịt kho. Với chả chén. Một quên nữa, một chén vậy là nhiêu? 10.000. Một chén 10.000 ha. Trứng hộp vịt nhiêu? 5.000. Thấy có bì kìa. Có bì. Ăn bì thì kêu mình để cho thêm. Quán mình ở đây bán lâu chưa hai chị? Được 2 tháng mấy rồi. Vậy là mới mở 2 tháng mấy nay hả? Wow. Vậy là cũng có duyên quá rồi, bữa nay em có công chuyện đi bên Chợ Mới nè. Bữa nay tình cờ chạy ngang thấy cái lò nướng thịt quá trời thơm luôn rồi, mới ghé lại review giới thiệu. Anh phải nếu mà khô quá thì mình cái này là mỡ anh. Mình cho thêm miếng mỡ cho nó cho nó bóng hả chị? Ủa để lát cho nó bóng cho nó mượt miếng. Wow. Rất là thơm luôn cô chú anh chị các bạn. Chạy ngang mà cái mùi bay ra ngoài đường mà chịu không nổi luôn, phải quành lại. Phải quành lại coi anh trai này anh nướng cái thịt gì đây mà thơm nữa nè. Ở đây là chỉ có quán em là có sườn cộng còn mỡ thôi, chứ đây đa số là sườn nạc thôi. Quành lại đó. Hồi nãy em chạy lên rồi. Hồi nãy chị nói là sườn mình có mấy loại? 4 loại. Dạ. Cộng gân, cộng xương, sườn nạc, sườn mỡ. Cộng gân, cộng xương, sườn nạc, sườn mỡ. Như vậy thì cái giá cũng giống nhau hay sao, hay là ai muốn ăn giống nhau? Lâu lâu có mấy miếng sườn nó hơi bự á, cắt ra thì nó lỡ cỡ quá, rồi để nguyên thì nó hơi cắt thì 5.000.
Dạ. Em thấy giờ này mới nướng em tưởng là bán cơm kiểu như là cơm phần chứ, nhưng mà mình bán là cơm dĩa ha. Dạ. Đây này cô chú anh chị bạn, cái cái hoàn cảnh của không gian quán là cô chú anh chị các bạn. Đây. Nghèo lắm. Nói chung là cũng thoáng mát. Chỉ là chuyên về cơm sườn thôi. Rất là hấp dẫn. Cái này là ngoài bán thịt cơm như vậy đó, rồi người ta mua thịt không vậy mình có bán không anh? Có luôn hả cưng? Con bán một miếng là 20. Không có lấy cơm á, là một miếng sườn không là 20. À, một miếng sườn không vậy là 20 ha. Đúng rồi. Rồi cái phần sườn cộng này bán sao? Sườn cộng cũng 20, nhưng mà có mấy miếng nào lớn á thì cũng tính trên 20. À. Ăn canh trở lên. Cũng tùy theo miếng ha. Dạ đúng rồi. Còn miếng bình thường là 20. Đây là cô chú anh chị các bạn. Rất là hấp dẫn luôn. Là bán từ sáng tới chiều ha. Cái quán của mình là bán từ sáng tới chiều ha. Từ 5 giờ sáng tới 8 giờ tối. Ồ, 5 giờ sáng là có cơm rồi. Bán tới 8 giờ tối luôn cô chú anh chị các bạn. Ồ, mình nướng sẵn vậy đó. Cái ai ăn làm nóng rồi. Ai ăn cái mình đưa ra mình hâm nóng lại, mình để vô dĩa cơm vậy rất hấp dẫn luôn hai chị. Cho rồi nóng cơm, nóng vừa nóng cơm mà vừa nóng thịt luôn. Bà con cô bác dễ ăn, rất là ngon. Nè cô chú anh chị bạn, thì nãy giờ em cũng có review giới thiệu cho quý cô chú anh chị các bạn, đó là một cái quán cơm chuyên về bán cơm sườn thôi. Nói chung là có 4 loại sườn: sườn nạc, sườn mỡ, sườn cộng găng, với nãy sườn gì nữa, cộng xương nữa. Thì một dĩa như gì nè, có giá là 25.000 cô chú anh chị bạn. Thì ở đây em kêu ra hai dĩa, tại em đi chung với ông anh. Ông anh ông cũng ăn một cái dĩa sườn mỡ luôn. Sườn cộng. Sườn cộng hả? Đấy là sườn cộng. Sườn cộng ha. À, cộng xương. Ở đây thì quán là có trà đá miễn phí luôn nè cô chú anh chị các bạn. Tràn miếng nước mắm lên. Nước mắm làm rất là kẹo. Thấy sao anh? Ngon. Ngon ha. Ăn cộng sườn thử coi. Ồ, thịt muối thả ướp, thơm ngon. Ừ. Chạy xe ngoài đây, đường mà ngon. Thấy thơm rồi đó. Ừ. Thịt muối thả thơm ngon. Im không, im không? Ê, ngon. Không mà không có cơm. Như cần em nhiều vậy.